Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khương Dừa đang đi trao quà cho chuyến xe nụ cười tại mái ấm Thiên Ân. Thì các sơ có giới thiệu với Khương Dừa một hoàn cảnh rất là đáng thương mà ở đây thì các sơ thường hay trao quà cho cái gia đình đó. Cái gia cảnh đó thì sao sơ? Cái gia cảnh này là của một mẹ 80 tuổi mà có hai đứa con bị tâm thần, thì may một đứa con tên là Hải thì mới chết, còn bây giờ còn đứa tên là Thủy, hai đứa sinh đôi. Yeah. Hàng ngày bà phải đi nhặt dây chai để nuôi sống hai mẹ con, rồi có những cái đoàn từ thiện thỉnh thoảng họ giúp nhưng mà cũng yếu ớt, còn hàng tháng thì sơ phải giúp gạo rồi thực phẩm với nhu yếu phẩm cho cụ để tự sinh sống tạm vậy thôi. Dạ. Đó, ngoài ra thì có ai thương nó thì quá tốt. Dạ, còn dạ. Ngoài ra bà còn một người con nữa cũng có gia đình bị tai biến, còn bà dạ. Vợ thì bị tụt huyết áp, phải dạ. Đan võng gia công để mà sinh sống. Dạ. Có hai đứa con nó chạy xe ôm nhưng mà nó nhát quá thì nhiều lúc cái đòn xe ôm nó cứ dí nó đánh. Dạ. Nên nhà cũng rất là cực khổ. Dạ. Mà trong một cái mái nhà thì chia vách ra, cái căn nhà nhỏ lắm. Dạ. Hai mẹ con coi như hai cái gia đình thì trong một cái mái nhà. Dạ. Chung sống. Dạ. Thế là thì hàng tháng thì sơ vẫn giúp cho dạ. Các gia đình này để họ có cái niềm vui một tí. Hồi dạ. Sáng nay thì sơ mới trao gạo và dầu ăn cũng như chút quà để ăn Tết vậy thôi. Dạ. Còn dạ, hôm nay Khương Dừa có nhờ sơ dẫn đi á. Dạ. Bây giờ là đang trên đường ra nhà bà đó. Dạ. À, sáng nay thì Khương Dừa tới trao quà và Khương Dừa tới sớm và Khương Dừa ngồi nói chuyện các sơ thì được biết ở đây thì các sơ nuôi ở mái ấm thì các sơ nuôi khoảng 117 cụ cụ già lớn tuổi, có cụ thì còn đi đứng tự vệ sinh rồi tự ăn uống được, còn có cụ thì phải nằm một chỗ rồi các sơ phải săn sóc cho ăn cho uống rồi vệ sinh rồi tắm rửa. Rồi qua cái câu chuyện của các sơ thì Khương Dừa có biết được cái hoàn cảnh của cái gia đình mà Khương Dừa sắp tới thăm. Giờ Tết cũng sắp đến rồi, Khương Dừa cũng tới Khương Dừa đang đi, hôm nay Khương Dừa đi 4 điểm để trao quà mà Khương Dừa tranh thủ thời gian để Khương Dừa ghé thăm đồ dây chai đó. À đây của bà hả? Đây bà đây. Dạ. Đồ dây chai bà dạ. Để nuôi nhà sống đây, hả, đây đây nhà sơ. Bà đây tên là dạ. Sót. Bà cụ tên gì sơ? Sót. 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 Dạ sót. Sót xa. Dạ chào cụ. Có khách đến thăm bà. Cụ bao nhiêu tuổi rồi cụ? Bao nhiêu tuổi? Dạ. Năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ? Trong đấy ngoài thì 80 rồi ạ. Mà dạ. Trong thì có mới có 78. Dạ. Ở trong là khai dấu 2 tuổi. Ở dạ. Trong giấy là dấu 2 tuổi ạ? À? Không phải dấu 2 tuổi vì hồi đó bắt vô thì dạ. Nó mở tuổi cái đại đi. Dạ. Thì bây giờ dạ. Đó. Rồi đây là vé chai của bà lụm hả? Cái bếp bà là bếp dầu. Dạ, cái nơi nấu ăn của bà đây hả bà? Dạ. Trời. Nhà bà đây. Hôm nào có ba mẹ con thì cứ một đứa phải nằm xuống đất. Để bà vào giường ngồi đi cho anh. Dạ vô trong nhà bà. Ủa bà ăn cái gì mà kho gì để lâu vậy bà? Dạ. Kho có đổ. Dạ. Ủa sao có mình bà nhà ạ? Dạ, có thằng kia nó vừa rồi nó xuống chợ nó mua mấy hàng bún để tối ăn đó. Dạ. Lễ thì ăn. Còn ông đâu bà? Ông chết rồi, ông chết nay là 34 năm. Dạ. Hiện tại là nhà này bao nhiêu người sinh sống bà? Dạ đây thì tất cả là đi là mà hộ bây giờ bên này này thằng này nó cũng bị tai biến. Đây là con của bà hả? Dạ cũng là con mà tai biến mà nó có hai đứa con. Dạ. Vợ để con, hai đứa con. Đâu đi qua thăm ảnh coi bà. Dạ. À, bà đi con qua thăm ảnh đi. Sơn ơi, chị đâu rồi? Chị đâu rồi? Còn một người con thì mất ha, bà. Vâng, 4 người con trai thì một thằng tai biến đấy, hai thằng chết rồi, còn một thằng tâm thần nó vừa đi xuống dưới nó mua mấy hàng bún. Dạ. Khi nào ảnh mới về bà? Nó về tới bây giờ. Dạ. Đây. Đây là anh Sơn, con dạ, của chào. Bà bị tai biến ở đây Sơn. Còn vợ ở đây này thì cứ có cái máy may, may gia công mà cứ may được vài ngày bị tụt huyết áp thì lại nằm cò qua cái bóp. À. Dạ. Hết hơi hết hồn để đạp. Dạ. Đấy, cái chỗ sinh sống cùng một cái nhà mà chung vách. Dạ. Đây là nhà mình luôn á chị. Đây nhà mình luôn hả chị? Đây. À, sống xưa giờ luôn hả chị? Sống xưa đây.
Dạ. Đây là con trai thứ mấy của bà? Đây là chơi cả đấy ạ. Thì cả bà bốn người con. Bốn người con thì chết hai rồi. Mất hai người còn, còn anh đây. Với một anh cũng không không có minh mẫn lắm. Dạ. Dạ bị bệnh. Anh cũng không có gia đình hả bà? Không, tâm thần không có gia đình. Dạ, còn ông thì mất. Ông mất rồi. Dạ. Và anh chị làm công việc gì sống sinh sống anh chị? Dạ, hai vợ chồng nhờ mấy mai. Mai gia công cho người ta. Dạ, may áo thun rồi hả chị? Không, may võng. Võng. À, may võng. À, nói chung là lúc này thì bệnh như lên là may được ít. Dạ. Tôi đang làm mà nó bệnh thì là phải. Còn có mấy đứa con anh chị? Có hai cháu. Mà bao nhiêu tuổi rồi chị? Nó cũng mới học xong, cái cháu cũng mới học xong. Học xong 12 hả? Học xong gì? Dạ không, học một thằng học cao đẳng. Dạ. Còn một thằng thì ba bệnh là cháu nghỉ học luôn, học hết lớp 12 là cháu nghỉ, dạ. Cháu đi làm. Đang làm công việc gì chị? Chạy xe. Dạ. Coi như là gia đình mình thì cũng lo cho cô. Dạ. Nói chung là gia đình thì cũng là sống chung hết gia, dạ, đình như vậy. Dạ. Còn bà thì dạ. Bà hỏi đi lượm cái chai để sống hả bà? Còn nuôi đứa con hai nữa. Thằng mới chết. Nhà bà ở đây xưa giờ luôn hả bà? Dạ. Nhà bà ở đây xưa giờ luôn à? Dạ. Trời phải. Con cái bà khá giả nuôi bà cũng đỡ ha. Dạ, nó đau ốm chẳng nói thôi, có ai làm nữa. Dạ. Đi lượm cho chai rồi về nè. Bà lượm gì thì đỡ không bà? Dạ. Bà lượm gì thì đỡ không bà? Sống lượm là chẳng lắm rồi. Dạ. Đâu được mấy đồng. Rồi bán nha. Bán được đấy trời chai đi, bán được ngày 10 đồng mỗi hôm bây giờ. Rồi nấu ăn rồi ai nấu cho bà? Bà tự nấu đó. Nấu không biết dầu đó, nấu không biết dầu. Rồi này mà để lâu quá bà ơi. Lâu quá ăn uống nó không có tốt cho sức khỏe. Tại không có tủ lạnh. Không có tủ lạnh không có gì. Dạ. Ông mất lâu chưa bà? Mất rồi là 30 mấy năm rồi. Ồ. Năm rồi. Con thấy bàn thờ này thờ nhiều người quá là ông với lại anh hả bà? Con á. Là con của bà. Là con á. Dạ. Là con mới đi. Bà già. Trời ơi, nhà. Nhà này xưa giờ bà mua hay là ông bà cho mình bà? Đó là ông bà cho đấy chứ. Dạ. Bà mất rồi lại cho thì chị em chia nhau ra bờ. Dạ, nói chung mình có cái nhà nó cũng không rộng lắm nhưng mà nó cũng đỡ ha bà. Vâng, nó không có nhà cửa ở mà tốn tiền trọ rồi mới cực. Đúng mà không có nhà thì làm sao mà sống nổi đó. Dạ. Ăn không đủ thì tiền thuốc tiền thang cho thằng kia này đến tới tiền nhà này tới đâu mà. Dạ. Rồi hai cháu nội của bà chưa đi làm luôn? Mới làm đó, nuôi bố nuôi mẹ được đâu. Ủa, không có nuôi bà được hả? Không có nuôi gì đó. Chỉ có mình tôi sống ai mẹ con sống. Còn gia đình đó nó nuôi nhau. Dạ. Ở sát bên gì không có chăm sóc không nuôi bà gì được hả? Dạ. Ở sát bên gì mà không chăm sóc không nuôi bà gì được hả? Có gì đâu nuôi. Có thương bà không? Không đi làm được đâu mà nuôi. Không, chưa đi làm được hả? Đâu có đi làm. Tôi đi lượm cho trai về để tôi nuôi. Trời ơi. Hai cháu nội mà con nghĩ hai cháu nội mà chịu khó đi làm công nhân nuôi cũng được. Tiền thuốc, tiền men, tiền ăn, tiền uống bên đó nhà nó không còn gì. Dạ. Nói chung là nhiều người không có con cháu cũng khổ mà nhiều người có con cháu thì cũng như không. Cũng như không. Dạ. Tuổi già này mà thì cũng nhờ con nhờ cháu mà bà thì cũng không có nhờ được nên bà phải có lượm ve chai. Bà đi lượm ve chai xa không bà? Thì cứ chung quanh đây à. Dạ, vòng vòng đây. Gần đây rồi. Một ngày một tháng gì phải bà kiếm khoảng được bao nhiêu? Trời ơi, một ngày 10 ngàn đồng bạc bao nhiêu à? Dạ. Còn bây giờ rẻ lắm, trước thì có 3.000 ký giấy, bây giờ có 1.000 ký giấy là làm sao mà. Dạ, còn anh đi mua bún là mà có được trợ cấp gì thêm không bà? Chưa có được trợ cấp gì ạ. Từ vì nó vậy này. Vì nó bị hai anh em nó đánh nhau, cái thằng chết rồi, hai anh em đánh nhau, tôi bảo tôi can, cái thằng này nó đánh tôi này. Thằng này nó mới cho đi 11 năm. Thì tôi nên tôi xin cho nó về đây. Cha đều cho bảo cháu bà mà không, bà phải tha thứ cho nó thì trời mới tha thứ cho bà. Chứ mà bà cứ bỏ nó đi về này làm sao, trời đâu có tha cho bà.
Mà vâng thì con đi, con kiếm nó về. Kiếm về là vừa không cho anh thằng nào. Là do là hai anh bị tâm thần nên đánh nhau? Thì nó là tâm thần đấy, tâm yeah. thần thì hai anh em nó đánh nhau. Dạ. Yeah. Thế thì đánh này này, đánh đây thì là thằng này ghét nó cho đi. Thôi đi mà, trước ở bên này. Đi ở tù hả bạn? Đi ở bên này. Người ta dẫn yeah. vào bệnh tâm thần. Dạ. Yeah. Bệnh tâm thần vào. Vào thế cho người ta đưa đi sang bên này 11 năm, để nó về tới. Dạ. Anh bao nhiêu tuổi này bà? Dạ, sinh năm 72. Tên là gì? Nói đi, tên là gì? Phạm Hồng Thủy. Phạm Hồng Thủy à? Vô nhà đi anh. Chào anh. Anh là bị từ nhỏ hay sao bà? Dạ. Anh là bị từ nhỏ hay sao bà? Sao đâu. Anh là bị bệnh từ nhỏ hay sao bà? Tâm thần. Từ nhỏ. Dạ. Bị gãy tay này. Dạ. Xong rồi lại thiếu rẻ xuống sườn, rồi lại yếu tim này, nó đủ thứ hết. Thế là hai nó nằm chung với nhau rồi nó đây là bữa ăn tối của hai mẹ con. Ủa không có mua gì thêm ha? Không, cái nồi thịt không có tiền. Không có tiền mà ngay làm được. Dạ thôi vô nhà đi anh. Rồi anh có làm, anh có làm gì thêm không bà? Đâu có làm gì hả bà? Đâu có làm gì, nó không có làm gì đâu. Rồi cứ kêu mệt thì rồi cứ mèo này vừa yếu tim lại vừa từng cứu rồi khéo chứ xương xược này này. Thế rồi là gãy tay hai rồi. Yeah. Rồi hồi trước đó bà làm gì? Hồi trước nói là đi làm vắn ngựa. Vắn? Hồi nhỏ là vắn ngựa. Thế rồi là anh em đi khám nhau thì bảo đi nghĩa vụ thì đấy thì thiếu một trẻ trong sườn mới để thì không. Dạ, hồi trước rồi. Trước bà làm công việc gì ạ? Thì tôi nội trợ ở nhà thôi chứ tôi dạ. đi đâu được. Bà quê gốc ở đây luôn hả? Đâu bà? Quê gốc ở Bắc. Ở Bắc vô đây à? Ở Thái Bình. Dạ Thái Bình. Rồi. Ảnh vẫn còn đi chợ cũng biết mua đồ ăn với xe. Đâu có được, có cô mua đồ chợ mua đồ ăn gì đâu á. Dạ. Em bỏ xuống mua ra mình ảnh muốn rồi đó, không có làm gì muốn vậy. Là đưa tiền cho ảnh đi hả bà? Vâng. Cũng biết tự lo ăn uống rồi thôi được không bạn? Tay anh rung quá hả? Rung quá. Sao vậy? Yếu thần kinh. Dạ. Yếu thần kinh uống. Yếu thần kinh à? Dạ. Dạ. Mình đổ một hoa quá chừng à? Đó bị quạt luôn. Dạ. Ủa anh về là sao không được nghỉ ở tuần cho có lãnh ấy chứ hết à? Người ta bắt ở trên đó, trên đó người ta không cho về. Mà bây giờ bảo nhà chồng còn ai nữa, còn có mình thôi thôi. Giờ, anh Trung về, anh Trung... Bây giờ, xin nó về, người ta bảo là xin về để lo nếu người ta không cho cái gì. Khi nó mệt rồi. Dạ. Anh có nấu cơm được không anh? Anh có nấu cơm gì được không? Cũng thuộc gia đình nấu cơm với bà già sao nấu được. Dạ. Không nhưng mà ảnh vẫn không khỏe nhưng mà ảnh vẫn còn minh mẫn, ảnh vẫn trả lời, ảnh nói chuyện cũng được ha bà. Dạ. Nói chuyện được cũng biết vậy cũng mừng chứ sợ mà nói bị tương lai là sẽ bị liệt bởi vì cái tay Parkinson này. Dạ dạ chứ sợ sợ mà sợ tâm thần mà nặng á rồi không kiểm soát được. Dạ. Dạ, nãy cặp tính này kia rồi thì nó rồi xin thuốc cũng không cho và xin bảo hiểm cũng không cho, bảo xin về bắt ở trên đó mà cha ở đây thì cha bảo đâu nếu mà ở trên đó mất linh hồn ở giờ trên đó người ta giải nhờ là người chết, người ta không ở đạo này người ta không biết mà bắt phải ở trên đó thì nó làm sao mới sao chống nổi được. Dạ. Mà ở trên đó đâu có cho mỗi một năm mới được có ba một năm á cho nó được có ba cái nước ngọt thôi thôi làm sao mà chống nổi. Dạ. Rồi anh của anh mất lâu chưa bà? Hả? Người anh cũng bị bệnh là mất lâu chưa bà? Mới 7 tháng mấy rồi. À mất 7 tháng mấy. 29 tháng 5 rồi. À. Anh nay là bốn mấy tuổi bà? 47. 47 rồi. 72. Dạ 47 tuổi rồi. Phải anh xin phường chưa? Xin một cái bảo hiểm cũng không cho mà trên cũng không cho mà nói là xin mấy viên thuốc để về dạ. uống cũng không cho mà về đây là 10 năm tôi xin về đây là 15 năm này 15 tháng
thì là lo tôi cũng xin từ đồng mua thuốc, chứ đâu phải là không đơn xin đồng thuốc đâu. Rồi một hai ngày bà bán hai mẹ con chỉ có mua lượng ve chai chỉ có 10.000 rồi sao sống bà? Rồi bà sao sống được, cứ phải đi xin bên này. Xin bên nhà chồng. Xin nhà chồng đấy. Bà xin nhà chồng rồi bà còn xin ai nữa không? Bên đâu nữa không? Thì cũng phải đi lễ để người ta cũng cho đi chỗ người thì cho 50.000, người ta tự ý người ta cho. Dạ. Khổ sở quá, người ta cũng tự ý người ta cho. Dạ. Rồi bên con trai của bà bên nhà ở đây thì có được hộ nghèo gì không bà? Có được giúp đỡ gì thêm không? Nhưng tại vì có hai thằng trai á thì nó sẽ cũng đỡ hơn. Vâng. Phải chi hai đứa cháu nội mà đi làm. Dạ. Có công việc rồi đi làm đâu giúp bà một tháng chừng 2-3 triệu cũng đỡ ha. Vâng. Đây thì nó đấy có ba hồi chồng người đâu có đi làm mà đồng rồi vợ thì đấy là may tía rồi bệnh lại thua thuốc áp mà lại mệt lại nằm thôi. Dạ. Thằng trai thì hai thằng con trai thì nó làm đấy, nó lo tiền thuốc rồi tiền ăn cho hai đứa mẹ nó. Dạ. Rồi Tết nhất rồi bà có chuẩn bị gì chưa? Rồi có tiền đâu mà chuẩn bị á. Dạ. Rồi tối bà ngủ đâu? Tối ngủ đây. Mình ngủ đây. Ngày ngủ đất. Ngủ dưới đất à? Dạ. Anh có thường được đi khám không bà? Có thường được uống thuốc không bà? Thì thường ngày thuốc tâm thần vẫn ngày nào cũng phải không có, phải đi xin tiền để mua thuốc cho nó uống chứ con đâu có dám bỏ. Người ta bảo không bỏ một ngày thì nó lại trở lại bệnh mà đâu có dám. Vẫn thuốc đều. Có dạ. Bảo hiểm không bà? Bây giờ mới đi xin cái giấy chứng minh nhân dân. Dạ. Mới làm lấy về giờ phải đi xin tiền để mà mua lấy bảo hiểm cho nó nữa. Dạ. Rồi ảnh ở nhà dạ? Hay là ảnh có đi vòng vòng đi chơi được không bà? Có đi vòng vòng sớm được không bà? Hay là ở nhà không? Vòng vòng sớm này người ta lại bảo là đi chấm bệnh và lại sinh tội ra, cho nên đầu cứ bắt ở nhà không dám cho đi đâu. Yeah. Nó cứ vòng vòng nó bảo nó đi tập thể dục thể thao mà không dám cho đi thì công an khu vực đây người ta tưởng mà để đi để dám đánh nhau đánh giấc rồi không cho nên là tưởng nọ mà cái này là không dám cho đi đấy, cứ về vậy không cho ở nhà không dám cho đi đâu. Dạ. Yeah. Cái nhà mình cũng nhỏ quá, giống như một cái nhà trọ ha. Dạ. Con xíu quá. Thì bởi vậy chỉ có mưa, lúc mà treo đôi đều đỡ mà không có là khổ nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà có được cái mái nhà là ở luôn cũng đỡ. Yeah. Rồi che mưa che nắng. Đúng như vậy. À, nó cũng không có đẹp gì mấy nhưng mà nó cũng đỡ, nó cũng kiên cố. Để, mà dạ. Dạ. Mà không có tiền chứ mà lớn nhà. Tuổi rồi với lại anh cũng bị bệnh rồi mà không có tiền để không có nhà ở rồi còn khổ thêm nữa. Dạ. Nãy con đi qua bên máy ấm Thiên Ân á, con có tặng quà cho các cụ già neo đơn, tặng quà cho máy ấm để mua quà Tết rồi cho các cụ, thì con tặng ở bển hết rồi, thôi con qua đây con không có hết quà rồi, con cũng gửi cho bà 3 triệu để bà mua quà rồi cho anh rồi chuẩn bị Tết nha bà. Vâng, của ít lòng nhiều. Ơn. Dạ. Vâng, cảm ơn. Dạ của ít lòng nhiều chứ dạ. Con thì cũng giống như là tình cờ thôi. À, tình cờ thôi thì con nghe các sơ nói hoàn cảnh của bà với lại của anh thì nói chung là khổ thì cũng khổ, cũng có nhiều người họ cũng khổ hơn mình, có nhiều vâng, người họ dạ. Người còn khổ hơn mình dạ. Còn nhiều người còn khổ hơn nữa. Rồi con thấy Tết nhất đến nơi rồi, thôi con cũng đến thăm thì con cũng muốn tặng, con không có chuẩn bị quà. Dạ. Thôi con gửi cho bà 3 triệu cái số tiền mà cũng cái quỹ của con, rồi các anh chị Mạnh Thường Quân cũng hay gửi cho con á. Dạ. Con xin phép các anh chị cũng trích ra 3 triệu để con gửi cho bà với lại anh. Hai bên dạ không, bên bà hả, con hỗ trợ bà hả. Dạ, còn bên kia thì có tại anh chị cũng có con rồi, cũng có hai đứa nhỏ, con nghĩ hai bạn cũng phải cố gắng. Cái đó là hai bạn phải cố gắng đi làm để lo cho ba mẹ, rồi lo cho ba mẹ được thì gắng cố gắng lo cho bà thêm. Nói chung là sợ nhất là cái cảnh nghèo mà già mà bệnh tật mà neo đơn đó. Chứ mà bệnh hay là nghèo gì mà có con cái hay gì đó nó đi làm nó lo cho ba mẹ thì cũng đỡ hơn. Cái đó là để cho các bạn còn trẻ, các bạn sẽ lo, không phải cố gắng. Còn con thì
tới thăm bà thì con sẽ gửi cho bà về giữ gìn cẩn thận để bà ăn Tết nha. Vâng, rồi cảm ơn. Dạ, con thì con không có nhiều, con chỉ tới thăm rồi động viên hỏi thăm gì đó. Vâng. Giúp được nhiêu. Dạ. Chúc anh ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Dạ. Ráng có nhiều sức khỏe nha anh. Dạ. Vì mình bệnh mà mà không có công ăn chuyện làm nữa. Dạ. Khổ. Dạ. Rồi ba giữ nha. Cái chừng nó bỏ lạc mất không có nhiều nhưng mà đối với mình nhiêu đó cũng là lớn. Rồi lớn lắm rồi. Dạ. Để mình ăn Tết mình trích ra 500 ngàn hay gì 1 triệu để mình mua quà Tết mình. Mình biết chỗ đổi tiền không? Dạ. Nó vớ được món tiền là để đâu mất. Dạ thôi cũng không sao đâu. Dạ. Thôi cho con chúc bạn Tết vui vẻ nha. Bây giờ con phải đi thăm những hoàn cảnh tiếp theo. Vâng. Hy vọng là có dịp thì con sẽ tới thăm bà. Vâng. Lại thăm anh. Dạ. Còn hai anh chị kế bên thì hai anh chị cũng có hai đứa con rồi. Thì hai đứa con sẽ cố gắng lo cho hai ba mẹ. Còn tốt nhất thì có điều kiện thì lo cho bà thêm. Dạ. Con chào bà nhé. Vâng, tôi cảm ơn. Chào anh.